Chào mừng các bạn đến với kênh Ẩm thực sạch và cuộc sống. Đây là kênh sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như đời sống văn hóa xã hội của cộng đồng người Việt chúng ta. Hôm nay thì cái ngày Tết cổ truyền cũng đến rất gần, chỉ còn khoảng chừng hơn 2 tuần nữa là tới cái Tết cổ truyền. Thì như chúng ta đã biết, Tết cổ truyền thì việc mà chúng ta đi chúc Tết, chúng ta uống rượu bia là cái việc mà không thể tránh khỏi. Hôm nay tôi hướng dẫn xin chia sẻ các bạn một trong những cái bí quyết mà giúp chúng ta giải độc bia cấp tốc, giải độc rượu bia cấp tốc để mà chúng ta giữ gìn sức khỏe trong những ngày Tết. Ở đây tôi chia sẻ cho các bạn ba cái bí quyết để mà giải độc rượu bia đơn giản nhất. Và trước tiên thì giải giải độc rượu bia bằng nước lọc và chanh. Thì đây là trước mắt các bạn là một cái ly nước đun sôi để nguội, hoặc nếu không có các bạn dùng nước lọc cũng được. Và các bạn nên nhớ là dùng nước đun sôi để nguội và nước lọc, nên không nên dùng nước nóng, tại vì nước nóng khi chúng ta tác động với chanh, tại vì chanh chứa cái vitamin C rất là nhiều. Khi mà chúng ta xài nước nóng vô thì cái lượng vitamin C nó bị mất đi. Mà như các bạn đã biết là vitamin C thì giải độc rượu bia rất là hay. Thì chúng ta dắt vào chừng một lát chanh chanh tươi và một cốc nước lạ, nước lọc hoặc là nước đun sôi để nguội. Nên tôi lưu ý các bạn là nước đun sôi để nguội, không xài nước nóng. Rồi, một cách. Cách thứ hai là các bạn sử dụng gừng gừng tươi, thì chừng khoảng chừng nửa củ gừng tươi, đừng đừng xài nhiều. Các bạn gừng tươi sau khi các bạn rửa rửa sạch vỏ và các bạn sắc sắc nhuyễn ra. Đây. Ra. Ở đây còn cái lát mà nó hơi to thì các bạn có thể để cho mau ra, thì chúng ta có thể đập đập nhuyễn cũng được. Sau đó các bạn lấy nước sôi, bắt bạn chế vào, nhớ các bạn dùng cái ly thủy tinh nghe, tại vì nước sôi nước nóng này tác động với, nếu các tuyệt đối không dùng ly nhựa, ly thủy tinh, để mà tại vì nước sôi tác động với ly nhựa thì nó gây ra cái chất ten có thể gây cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe. Rồi chúng ta đậy kín lại, thì sau khi đậy kín lại cái này khoảng chừng 10 phút sau là các bạn có thể uống được. Và khi quá trình uống thì các bạn có thể các bạn dắt thêm một một ít ít lát chanh, một ít nước chanh vô cũng được, hoặc là thêm một tí mật ong. Nhưng mà lưu ý là các bạn khi để nước nguội các bạn hãy dắt chanh vào, tại vì nếu mà chúng ta dắt chanh tươi vào như hồi nãy tôi nói các bạn, là khi mà dắt chanh tươi vào vào nước nóng thì cái lượng vitamin C nó mất đi, mà các bạn biết là vitamin C kết hợp là một trong những cái tác nhân mà có khả năng giải độc rượu bia rất là hay, cũng như gừng, hai cái này kết hợp lại. Thì hoặc là các bạn có thể thêm một muỗng mật ong nhỏ nhỏ các bạn quậy vô cả uống, nhưng mà lưu ý đừng dùng mật ong nhiều quá, tại vì lượng đường nhiều quá thì nó không tốt cho việc giải độc rượu bia. Và cách thứ ba thì nó cũng là rất là đơn giản, cũng từ cái thảo dược mà ở ngoài dân dã ngoài vườn. Thì đây là trước mặt các bạn là những cái lá khổ qua rừng, đây là những đọt khổ qua rừng tôi hái ngoài vườn. Thì nếu các bạn không có cái khổ qua mà các bạn trồng ngoài vườn, không có những cái đọt không có lá, thì các bạn có thể đi mua ngoài những cái siêu thị, những nơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, để tránh mà một số cái loại lá hủ qua mà ta xịt thuốc hoặc là dùng phân bón lá thì nó không tốt cho sức khỏe. Thì các bạn phải chừng một nắm này, các bạn che bỏ vào cái ly. Ở đây tôi hái hơi nhiều, đây vừa lá vừa đọt luôn, chừng một nắm thôi. Các bạn biết là lá hủ qua thì một trong những cái loại thảo dược có khả năng giải độc rượu bia cực kỳ, và ngoài cái việc mà nó giải độc rượu bia thì nó còn có khả năng giảm hạ huyết áp và mát gan, và đặc biệt là những người bị tiểu đường cũng một ngày một ly nước lá khổ qua rừng này là nó cực kỳ tốt cho sức khỏe. Rồi thì sau đó các bạn dùng cái chén nhỏ, cái dĩ nhỏ để các bạn đậy lại cho nó kín hơi. Thì sau khi đậy khoảng chừng 10 phút thì các bạn thấy nó nguội thì các bạn có thể uống được.
Thì việc mà hổ qua rừng này các bạn biết là mỗi lần chúng ta uống có thể uống hết ly này, thì sau đó các bạn chế thêm một ly, các bạn chế thêm nước sôi một lần nữa, các bạn uống thêm ly hai. Và các bạn lưu ý là cái phần lá hổ qua các bạn có thể nhai luôn, các bạn đừng bỏ tại vì nó giải độc rượu bia rất là hay. Thì trước khi kết thúc cái clip ngắn này, tôi cũng lưu ý các bạn, một số bạn mà có thói quen hay uống Panadol sau khi uống rượu bia, thì đây là một cảnh báo hết sức nghiêm túc là các bạn hãy hãy từ bỏ ngay cái thói quen này, tại vì thói quen này cực kỳ nguy hiểm. Như chúng ta biết là sau khi uống rượu bia thì cơ thể chúng ta bị mất nước, thì mất nước thì chúng ta nên bổ sung nước, nước lọc hoặc là như những cái loại thảo dược mà tôi vừa giới thiệu, thì tuyệt đối không dùng Panadol sau khi uống rượu bia. Các bạn biết là cái nguyên tắc giải độc rượu rượu của gan, nghĩa là cái nguyên tắc giải độc của gan nghĩa là gan nó giải độc rượu bia và gan nó cũng giải độc Panadol luôn. Nếu chúng ta không khéo thì nếu mà sau khi uống rượu bia một thời gian khoảng chừng 1-2 tiếng mà chúng ta bị nhức đầu, chúng ta uống Panadol liền, thì lúc đó gan chúng ta nó quá tải, nghĩa là nó vừa giải độc rượu bia vừa giải độc Panadol luôn. Còn một lúc mà gan thực hiện hai chức năng, thì nếu mà trong thời gian lâu dài, lâu lâu các bạn uống một lần thì không sao, nhưng mà nếu mà chúng ta có thói quen mà sau khi uống rượu bia bị nhức đầu mà chúng ta uống Panadol vô để chúng ta giảm bớt cái nhức đầu thì nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà chúng ta sử dụng lạm dụng cái thói quen xấu này trong thời gian lâu dài thì có khả năng gan chúng ta bị chai, bị viêm gan, bị xơ gan và thậm chí là bị ung thư gan. Thì cái đơn giản nhất như tôi nói là sau khi uống rượu bia thì nếu mà các bạn dùng những cái loại thảo dược mà chúng ta vẫn chưa hết nhức đầu thì chúng ta nên ra những nhà thuốc để gặp những dược sĩ nhờ tư vấn, nghĩa là chúng ta nói là cần uống những cái loại loại thuốc mà sau khi uống rượu bia mà nó an toàn cho gan thì các bạn dùng tuyệt đối. Lần cuối là tôi nhắc các bạn là tuyệt đối không dùng Panadol để giải để mà giảm nhức đầu khi chúng ta uống rượu bia trong thời gian khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Nghĩa là sau đó chẳng khoảng sau chừng 3 tiếng đồng hồ trở đi các bạn có thể dùng Panadol được. Nhưng lúc đó thì khi hết rượu bia thì chúng ta cũng không có bị nhức đầu luôn. Thì đến đây ẩm thực sạch và cuộc sống xin kết thúc cái clip này. Nếu các bạn thấy clip hữu ích, các bạn có thể đăng ký kênh cho tôi một like hoặc share kênh. Và trước thềm năm mới xuân nhâm dân, ẩm thực sạch và cuộc sống kính chúc quý bạn gần xa, bà con cô bác một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn.